Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Bá Tiến Vlog. Và mình là Tiến đây. Và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Bá Tiến xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục với bộ truyện Vợ Tôi Là Lệ Quỷ. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của buổi tối ngày hôm nay. Chương 267 U Minh Bạch Hỏa. Dương Húc Minh thả sinh tuyệt lục xuống, dọn dẹp phòng rồi đi ngủ. Đêm nay là đêm mà Húc Minh cảm thấy thư thái ngủ ngon nhất trong cả tháng qua. Trành quỷ ám nhà hắn bấy lâu nay đã thanh lý xong rồi. Nỗi lo bị Lý Tử đoạt mạng trong sớm tối cũng tạm xem như là ổn thỏa rồi. Vấn đề cày phó bản siêu to khổng lồ sắp tới cũng là chuyện nay mai thôi. Nên bây giờ, chuyện có to như ông trời thì cũng không bằng chuyện ăn cơm ngủ nghỉ của hắn nữa. Lại nói, trải nghiệm đánh nhau với cả lệ quỷ càng nhiều, Húc Minh càng thăng cấp nhanh hơn và lão luyện hơn hẳn. Giờ ấy à, hắn đụng mặt lệ quỷ cũng chẳng khác gì gặp ông bạn vong niên nữa rồi. Sợ hãi gì đó cũng chỉ là chuyện gió thoảng mây trôi mà thôi. Dương Húc Minh nhắm mắt, đánh một giấc thỏa thê, đến tận 10 giờ sáng mới lười biếng rời giường, đánh răng rửa mặt. Hắn huýt sáo rồi đi xuống dưới lầu ăn cơm, tiện thể chuẩn bị cống phẩm cho Lý Tử, mới online tìm kiếm cô bạn hay chuyện phiếm trên mạng. Em không phải tiểu tiên nữ. Dương Húc Minh: "Ông không nhóc ơi." Vừa gửi đi đã thấy bên kia phản hồi rồi. "Tiểu tiên nữ, kiếm em chi vậy?" Húc Minh nói. "Anh biết em trai của anh đang ở đâu rồi." "Tiểu tiên nữ? Cái gì? Ở đâu? Ở đâu vậy?" Dương Húc Minh: "Anh ấy đang ở Vương Quan Danh." Tiểu tiên nữ chấm hỏi. Húc Minh nói tiếp: "Thôi được rồi, chuyện đến nước này rồi thì anh cũng không giấu em nữa đâu." "Tiểu tiên nữ, hả? Anh còn chuyện gì giấu em sao?" Húc Minh nói: "Thật ra thì anh không phải người bình thường đâu. Ở trên mạng anh cả trốn thế thôi, chứ đạo đức anh tốt lắm đấy nha. Anh vốn là đại pháp sư diệt quỷ, chuyên hàng yêu phục ma, mang lại bình an cho toàn thành phố này đấy. Từ kinh nghiệm của anh mà nói thì anh của em chắc chắn là gặp chuyện quỷ quái rồi. Lệ quỷ ẩn nấp ở Vương Quan Doanh là loại cực kỳ kinh khủng, người bình thường dây vào thì tuyệt đối không lối thoát đâu nha. Là pháp sư trừ quỷ, anh không thể thấy chết mà không cứu được đâu. Anh định giúp em đi cứu anh trai của em đây. Ý em thế nào vậy? Em có muốn hỗ trợ anh một tay không?" "Tiểu tiên nữ, trò lừa đảo mới sao vậy anh ơi? Hay là anh bị hack nick rồi hả?" "Húc Minh, biết ngay mà, em không tin anh mà. Em không tin thì cũng bình thường thôi. Phần lớn người thường đâu ai có tin chuyện ma quỷ đâu. Nhưng mà anh có thể chứng minh em không phải lừa đảo đâu nha. Em có muốn xem không?" "Tiểu tiên nữ, tôi không muốn đâu. Tôi cũng chẳng rảnh đâu, tạm biệt nha." "Dương Húc Minh, em từ chối nhanh như vậy sao hả? Thật sự không tò mò làm thế nào để chứng minh anh là pháp sư sao?" "Tiểu tiên nữ, tôi đây không quan tâm đâu, cũng chẳng hứng thú đâu." "Húc Minh, em cảnh giác vậy là tốt đấy. Được rồi, anh không thừa nước đục thả câu nữa đâu. Để anh cho em xem năng lực đặc biệt của anh nha." Vừa nói thì Húc Minh vừa gửi một video ngắm cận cảnh ra. Video này do Húc Minh quay xong là hình ảnh hai tay của hắn phóng ra lửa ma chơi. Video cực ngắn nhưng mà vừa vặn quay trọn hình ảnh hai tay của hắn phát ra ngọn lửa để chơi ma trắng bạch kia. Húc Minh thuyết minh: "Đây là năng lực mới của anh đấy, U Minh Hỏa. Em đã tin chưa hả?" Thực ra thì Húc Minh cũng chém gió thôi, chứ năng lực phóng lửa của hắn nói nào có tên tuổi gì đâu. Chẳng qua là đi lẻ người khác thì tên gọi cũng phải kêu kêu một chút chứ. Ai ngờ đâu, tin nhắn của em không phải tiểu tiên nữ trả lời bơ như cái mơ vậy. Hiệu ứng video coi bộ tốt đấy nha. Anh đào được chỗ nào vậy? Dương Húc Minh cạn lời rồi. Thế phải làm sao thì em mới tin anh là có siêu năng lực đây hả? Anh tìm em rồi biểu diễn trước mặt em được không hả? Tiểu tiên nữ, tôi nói cho nghe này, kể cả anh có là đại pháp sư đuổi quỷ thì vì sao phải có siêu năng lực vậy hả? Kiếm gỗ đào của anh đâu rồi?
đạo bào của anh đâu rồi? Bố tôi học phong thủy đấy nha. Từ bé tôi lớn lên nghe pháp sư trừ tà đến nhàm cả tai rồi đấy nha. Anh còn chưa đủ trình để lòe tôi đâu nha. Húc Minh, pháp khí phong thủy sao? Đều là mê tín của hồ hết thôi. Quỷ chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên thôi, nó cũng chẳng khác gì mây mưa sấm chớp cả đâu. Sự tồn tại của quỷ là một trạng thái đặc thù, thế nên hòa thượng hay đạo sĩ chẳng trừ quỷ được đâu. Chỉ có sử dụng năng lực của lệ quỷ mới có thể đối phó được với cả lệ quỷ mà thôi. Chính xác hơn thì chỉ có lệ quỷ mới có thể đối phó lệ quỷ thôi. Em không phải tiểu tiên nữa. Giả thiết này nghe quá nhảm tai rồi đấy nha. Anh không sợ bị tố cáo là đạo ý tưởng sao hả? Còn nữa, lý luận của anh cùi bắp ghê nha. Ở Đài Loan ấy có một giáo phái lừa đảo lợi dụng tích đại hồng thủy thỏa chư thiên thân Phật để sáng lập một tôn phái mới đấy. So với cả lý luận của anh thì đa dạng hơn nhiều nha. Dương Húc Minh, thế vậy thì cho anh một cơ hội để gặp em đi nha. Anh sẽ chứng minh anh không phải kẻ lừa đảo đâu. Tiểu tên nữa. Móa nó chứ. Kịch bản của tụi lừa đảo nào mà ghê vậy hả? Cũ rích rồi nha. Anh nói coi, anh nhòm ngó tôi làm gì vậy? Không lẽ anh là quân biến thái mọi người hay kẻ đó sao hả? Dương Húc Minh, nói chuyện với em, năm anh đã phình ra hết rồi đây này. Anh nói cho em thật là em cũng không tin sao? Thật là nằm quá đi mà. Chỉ gặp mặt thôi, có chết người đâu hả? Chuyện này có thể liên quan đến sống chết của anh trai em đấy nha. Em không phải tiểu tên nữa. Đừng lôi chuyện anh trai tôi nói nhảm nha. Bọn lừa đảo các anh đúng là không còn tí đạo đức liêm sỉ nào nữa mà. Tôi tưởng anh thú vị thế nào, không ngờ lại là quân lừa đảo sao. Tôi cho anh vô blacklist bây giờ nha. Tạm biệt. Đọc hồi âm của em không phải tiểu tên nữa. Hôm mình thật là cạn lời rồi mà. Gửi tin nhắn cho cô nàng thì phát hiện ra đúng là mình đã được cho vào sổ đen rồi. Trao đổi đi vào bế tắc rồi. Dường hôm mình được mặt ra ngồi trong phòng khách, càng nghĩ càng thấy mình đúng là ngu hết thuốc chữa mà. Sao phải chấp nhất đi thuyết phục một người bình thường tin tưởng sự tồn tại của lệ quỷ chi vậy hả? Người bình thường không phải tự trải nghiệm chuyện linh dị, ai sẽ tin là lệ quỷ có thật cơ chứ? Dương Húc Minh lẩm bẩm, tự trách một lúc rồi cũng đành thở dài cam chịu, bấm điện thoại cho Ứng Tư Tuyết thôi. Alo. Dương Húc Minh lên tiếng. Đại tiểu thư à, bây giờ em rảnh không vậy? Trong điện thoại vang lên giọng nói mơ mơ màng màng ngái ngủ. Có vẻ cô nàng này còn chưa thức giấc đâu. Ứng Tư Tuyết vừa ngáp vừa nói. Có chuyện gì vậy anh ơi? Ok, em tỉnh chưa? Giúp anh chút việc nha. Em có cách nào liên hệ với một bạn chat hộ anh không hả? Cô ấy chặn anh rồi nha. Tài khoản cô ấy là... Dương Húc Minh đọc một dãy số. Ứng Tư Tuyết tình càng ngủ. Hack tài khoản sao ạ? Đại ca à, không phải là anh không biết hack tài khoản là phạm pháp đó sao? Đại tiểu thư à, mạng người mới là quan trọng đấy nha. Húc Minh rầu rĩ đáp. Chuyện này còn dính dáng tới anh nữa cơ. Anh không ngồi yên được đâu. Em giúp anh đi mà. Rồi anh sẽ... Mời ăn cơm nha. Ứng Tư Tuyết cười ha hả trong ống nghe rồi nói. Không cần mời cơm em đâu. Đưa em đi cùng đi. Ok không? Em bảo đảm anh cần thông tin gì thì cũng đều thu xếp ổn thỏa cả thôi. Húc Minh lập tức từ chối không cần suy nghĩ. Không được. Lần này cực kỳ nguy hiểm đấy nha. Tuyệt đối là không giỡn chơi đâu. Hang giá cô. Mà so với chỗ này thì chỉ là muỗi đốt gỗ lim mà thôi. Đến anh còn không biết mình có toàn thây để thoát ra hay không đây này. Em đừng có mà đâm đầu vào chỗ chết đây nha. Ứng Tư Tuyết hừ một tiếng rồi nói. Đại ca à, trí nhớ của anh có ổn không vậy? Phó bản hang dã cô là ai chỉ huy để anh soát xong đấy hả? Với cái kiểu thật phù lỗ mãng như anh, mình anh đi quét phó bản siêu cấp kinh khủng linh dị, anh nắm chắc được bao nhiêu phần thắng vậy? Chương 268 Lâm Thu. Ứng Tư Tuyết mỉa mai khiến cho Húc Minh sững sờ. Nghĩ lại, tựa hồ cô nàng nói không sai nha. Hắn cũng có chút xấu hổ đấy.
Bất quá Dương Húc Minh vẫn cố gắng mạnh miệng chống chế. Thất phu sao? Đùa à? Anh đây văn võ song toàn nha, trí tuệ lẫn sức mạnh đều không tệ đâu. Nào như ai kia bị một con mèo đen dọa đến hồn phi phách tán cả rồi, là hết om sòm. Ồ, Dương đại ca, vậy mà cũng biết châm trích nha. Em đây mới không tin là lần đầu tiên gặp quỷ, bộ dạng của anh có thể khá hơn người ta bao nhiêu đâu nha. Dương Hùng Minh hoàn toàn một bộ lợn chết không sợ nước sôi rồi. Rất tiếc làm em thất vọng rồi. Lần đầu gặp quỷ thì anh rất bình tĩnh đấy nha. Lấy bất biến ứng vạn biến đó nha. Thật ra câu này thì hắn không nói xạo đâu. Hắn lần đầu bị Lý Tử ám trong mộng, cho đến thời điểm Lý Tử leo lên giường định bóp chết hắn, toàn bộ quá trình Húc Minh đều là toàn thân cứng ngắc thôi, hoàn toàn không thể động đậy được. Cho dù muốn động đậy một ngón tay thôi đều không được, cho nói chi đến chuyện mở miệng kêu khóc cầu xin đâu. Nghe vậy Ứng Tư Tuyết chỉ cười nhạt thôi. Dương đại sư đây là bị dọa đến cứng hết cả người sao? Muốn chạy mà chẳng được đúng không? Còn ở đó mà khoác lác cái gì, bất biến ứng vạn biến chứ hả? Cô gái cũng lười bóc mẽ tiếp thôi, thở dài một tiếng. Ứng Tư Tuyết hỏi lại, thật sự là không thỏa hiệp sao? Nhất định không cho em theo sao hả? Dương Hùng Minh lên tiếng kiên quyết từ chối, không thể được. Ok, vậy thì Dương đại ca à, cứ thong thả mà đi hack tài khoản đi nha. Em đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong thì chơi game đây. Bổn cô nương xinh đẹp dễ thương như thế này, sao lại đi làm những chuyện phạm pháp đó vậy hả? Dò la thông tin cá nhân người ta làm gì vậy? Dương Hùng Minh nghe xong thì có chút ngứa răng. Vị đại tiểu thư này cái gì cũng có, tiền đồ sáng lạn, tại sao lại nhất quyết đâm đầu đi tìm chết vậy? Vui vẻ tận hưởng cuộc sống tốt đẹp chẳng hơn sao? Hắn buông điện thoại xuống, cảm thấy quả thực nữ nhân đều không đáng tin cậy, tốt nhất vẫn tự dựa vào chính mình thôi. Mặc dù không dành về IT lắm, nhưng mà thời đại thông tin hiện giờ thì rất nhiều người để cho tiện lợi dụng tự lưu lại thông tin cá nhân trên mạng rồi, không nhất thiết cần nhiều kỹ năng chuyên nghiệp cũng có thể dò xét một chút, đặc biệt là thông qua những mạng tìm kiếm như là Baidu, Google. Nói không chừng tra cứu đối phương còn dễ hơn hắn nghĩ nhiều. Ôm tâm lý cầu may như vậy, Dương Húc Minh quyết định ra tiệm net thử thời vận một chút thôi. Dương Húc Minh vào danh sách đen xong, Lâm Thu có chút tức giận. Người mới quen qua mạng này, chát giam ba lần vậy mà là dân lừa đảo sao? Nhất là hắn lại tranh thủ cháy nhà đi hôi của, đem ảnh của nàng ta ra làm mồi nhử. Điểm này khiến nữ sinh càng cảm thấy khó chịu nha. Giả thân giả quỷ, thật có quỷ sao? Vậy mấy đồ lừa đảo đã sớm gặp quả báo rồi. Lâm Thu oán giận mắng. Một lát sau tâm tình mới dịu xuống một chút, buông xuống điện thoại, quay sang cô bạn. Lâm Thu miễn cưỡng cười cười, cũng không có gì cả, chẳng qua xui xẻo gặp phải dân lừa đảo mà thôi. Nhân chuyện anh của ta mất tích rồi, hắn muốn lợi dụng cơ hội này để lừa đảo ấy sao? Người bạn thở dài, chuyện anh của đằng ấy có khi nào không phải là mất tích không? Lâm Thu giật mình, không phải mất tích sao? Ý là sao vậy? Đằng ấy đã thử tìm kiếm trong phòng của anh ấy chưa? Xem có biết được gì không hả? Tỉ như là máy tính này, nhật ký chẳng hạn. Mở ra lịch sử trò chuyện trên mạng này, xem nhật ký của anh ta này, không chừng sẽ tìm thấy thông tin gì đó thì sao? Ồ nhở, vậy mà mình không nghĩ tới sao? Lát nữa về thì sẽ thử xem sao vậy. Máy tính cũng không có thiết lập mật khẩu cơ mà, có khi tìm được cái gì đó thật thì sao? Cô bạn cười khích lệ, đúng đấy, thử tìm trong nhật ký tài khoản đấy của trò chuyện ấy nha, chắc chắn có manh mối đấy nha. Chuyện này là bất đắc dĩ thôi, sau này anh ấy có biết thì chắc cũng sẽ không trách đâu. Lâm Thu nhếch miệng hờ hờ, anh ấy dám sao? Tuy rằng đã hẹn bạn cùng đi ăn uống chơi bài rồi, nhưng mà hiện tại Lâm Thu đã không còn chút tâm trí nào cho cuộc hẹn nữa rồi. Trời vừa tắt nắng, nữ sinh liền quay về nhà. Nguyên nhân bởi vì lễ hội hoa đăng đêm nay, hầu hết mọi người đều ra ngoài phố cả rồi, gia nhập hội hè. Cái lễ hội này là truyền thống đã được 10 năm rồi.
trở thành một nét đặc sắc cho công tác quảng bá du lịch thành phố rồi. Thời điểm lễ hội diễn ra, ngoài phố rất ồn ào náo nhiệt, chỉ là Lâm Thu hiện tại hoàn toàn không có tâm tình mà thôi. Nữ sinh đi vào hành lang âm u, một mình chờ thang máy lên lầu. Mở cửa phòng ra, Lâm Thu có chút ngạc nhiên, cảm giác lạnh lạnh. Mấy gian phòng trống trải, không có ai ở nhà cả. Lâm Thu cũng không để ý lắm đâu. Ba mẹ nàng mở tiệm lầu, buôn bán cũng tốt, tương đối đắt hàng, nên thường xuyên ở lại trễ, có khi đến tận nửa đêm mới về. Phần lớn thời gian trong nhà chỉ có hai anh em Lâm Thu mà thôi. Bây giờ anh trai mất tích rồi, căn nhà này càng trở nên trống trải. Nhẹ thở dài một tiếng, Lâm Thu đổi giày vào cửa. Không chút trì hoãn, nữ sinh lập tức đi đến gian phòng ngủ của anh trai mình. Mở cửa ra, một gian phòng bài trí rất thông thường xuất hiện trước mắt. Một cái tủ treo quần áo, một giường ngủ, một tủ đầu giường. Ngoài ra thì không có thêm bất luận thứ gì khác cả. Hoàn toàn không nhìn ra chỗ đặc biệt gì cả. Lâm Thu bắt đầu tìm kiếm tủ từ đầu giường, nhưng mà cái gì cũng không có cả. Kế tiếp, lật đến ráp giường ra, gối mềm đều lật qua một lượt rồi, vẫn không tìm thấy gì cả. Cuối cùng chỉ còn lại tủ quần áo mà thôi. Đưa ánh mắt về cái tủ kia, nữ sinh tự hỏi, liệu có cất giấu cái gì đặc biệt trong này không vậy? Chương 269, ta tìm được món đồ thần bí. Đây chỉ là một cái tủ quần áo rất bình thường mà thôi. Màu trắng, tương đối nhỏ, không chứa được quá nhiều vật dụng đâu. Thực tế thì cũng chẳng cần biết đâu. Anh của Lâm Thu chỉ có vài bộ quần áo đơn giản mà thôi. Là một tên FA chính hiệu, quanh quẩn trong nhà viết sách hơn 20 năm rồi. Một cái tủ đồ với hắn mà nói thậm chí là có phần dư thừa đấy nha. Ngày trước, Lâm Thu còn từng chọc ghẹo ông anh của mình. Nói hắn chỉ cần một cái xào phơi đồ là xong rồi. Dùng tủ đồ thật quá lãng phí đi. Nhớ đến chuyện cũ, Lâm Thu không khỏi thở dài buồn bã. Nàng đi đến trước tủ, mở từng ngăn để kiểm tra. Vật dụng bên trong sắp xếp đơn giản, chẳng có mấy thứ gì cả. Vài cái áo thun ngắn tay treo móc, quần áo mùa hè treo trên giá tủ. Trên cùng là một chồng văn kiện đóng gói. Tầng giữa có một hộp cấp cứu gia dụng loại nhỏ. Phía dưới cùng là vài bộ y phục. Lâm Thu lấy hộp cấp cứu và văn kiện ra xem. Trong hộp có thuốc trị cảm mạo, băng dán cá nhân, nước oxy giả, thuốc chống viêm mũi các loại nữa. Đều là dược phẩm rất thông thường mà thôi, không có gì đặc biệt cả. Nàng đem hộp đóng lại trả về chỗ cũ. Kế tiếp, mở mớ văn kiện ra kiểm tra. Túi văn kiện đầu tiên khá nặng, bên trong chứa giấy tờ chứng nhận tốt nghiệp các cấp học, vài tờ chứng nhận đào tạo qua các kỹ năng chuyên môn, bằng khen thành tích. Dày nhất là một cuốn sổ tay bảo hành và hướng dẫn sửa chữa xe. Ngoài ra thì không còn thứ gì khác cả. Lâm Thu chăm chút lật từng trang giấy xem xét, đều không có biết được manh mối bất thường nào cả. Kế tiếp, túi văn kiện thứ hai lại càng đơn giản hơn, chỉ là giấy tờ hợp đồng ký kết giữa các trang web tiểu thuyết và của anh trai nàng mà thôi. Nhưng mà vì cẩn thận, Lâm Thu vẫn đọc hết qua một lần. Thật sự chỉ là giấy tờ thông thường mà thôi. Đóng lại sớ văn kiện thứ hai, nàng cúi xuống mở ngăn kéo dưới cùng ra, phát hiện bên trong có rất nhiều món đồ nho nhỏ. Huy chương tham gia các giải chạy marathon này, tuy rằng chỉ là cấp độ nghiệp dư 10 cây số thôi. Chìa khóa xe dự phòng, linh kiện điện tử lặt vặt. Rốt cục cũng không tìm được manh mối hữu ích gì cả. Lâm Thu lắc đầu, nhét tất cả trở về chỗ cũ, rời khỏi phòng ngủ. Tuy rằng không tìm được gì, nhưng mà nàng cũng không chán nản đâu. Với hiểu biết về ông anh của mình, Lâm Thu đoán rằng những thứ quan trọng nhất với hắn sẽ để trong phòng làm việc. Căn phòng này chỉ là chỗ ngủ mà thôi. Tuy vậy, nàng vẫn quyết định lục soát toàn bộ một lần để tránh bỏ sót dấu hiệu quan trọng gì đó. Đi vào trong phòng làm việc của anh trai, đập vào mắt là bàn vi tính đơn giản,
hai bên trưng bày giá sách. Máy tính trên bàn có thể nói là chứa toàn bộ thâm cung bí sử của anh trai nàng. Hầu hết thời gian, chỉ cần mở cửa phòng làm việc ra, sẽ thấy hắn ra ngồi mọc rễ ở bàn máy tính thôi. Tựa hồ mông đít của hắn với cái ghế kia đã dính làm một rồi vậy. Đứng nhìn quanh phòng một vòng, Lâm Thu bắt đầu tìm kiếm. Giá sách là nơi kiểm tra đầu tiên. Trên giá chứa nhiều tiểu thuyết hiện đang rất hot và mấy bộ truyện tranh manga nữa. Còn có cả sách dạy nấu ăn này, bình ẩm thực các loại. Nhưng về cơ bản vẫn là tiểu thuyết mà thôi. Xem tới xem lui mấy lần, cuối cùng Lâm Thu mới moi ra được một cái hộp sắt khóa kín, đặt trong ngăn kéo ẩn dưới giá sách. Hộp sắt nhìn khá bình thường thôi, là loại rẻ tiền, có thể mua dễ dàng ngoài siêu thị. Kích thước không lớn, thậm chí ổ khóa cũng thuộc loại rác rưởi, cùng dạng với cả cái khóa sổ nhật ký của mấy nữ sinh cấp 3 vậy. Lâm Thu có chút ý kiến của mình, nhìn một chút rồi cậy mở ra. Nằm gọn trong là một cái hộp sắt nhỏ. Nàng nhăn mặt, lão này chơi trò búp bê sao hả? Bất giác nhìn đến nội dung viết trên tờ giấy nhỏ dán lại hộp sắt, Lâm Thu đúng là cạn lời. Bên trong hộp chứa vài món đồ chơi giải tỏa stress. Xin thông cảm cho chủ nhân đáng thương mà đừng mở ra, ta sẽ xấu hổ đấy. Khóe miệng giật giật, Lâm Thu thầm rủa cha nội này thật là. Nàng đưa cái hộp lên, lắc lư một chút, cảm nhận trọng lượng, có chút nghi hoặc. Thật đúng là sách toi sao? Làm sao mà không nghe thấy âm thanh gì vậy hả? Tuy rằng có chút nghi ngờ món đồ bên trong, nhưng mà tạm thời Lâm Thu không có mở ra, mà mang cái hộp đi đến bàn làm việc, bắt đầu khởi động máy tính ra. Thùng máy này dán đầy đề can thiếu nữ anime. Trong đó Lâm Thu có biết vài nhân vật. Nàng cũng không nhìn nhiều đâu, tập trung mở hai cái tài khoản chat của ông anh ra, bắt đầu đăng nhập. Tài khoản đầu tiên là dùng cho sinh hoạt kết giao bạn bè, hết sức bình thường, hoàn toàn không có ai liên hệ cả. Tài khoản thứ hai dùng cho công việc, vừa kết nối liền bắn ra mấy cái tin nhắn đến từ nhiều người dùng trên mạng. Đại khái đều là thúc giục, xì và đủ kiểu về tác giả quỵt không cập nhật chương mới. Lâm Thu cũng lười nhìn thôi, nàng bắt đầu tìm kiếm lịch sử trò chuyện. Nhưng mà số tài khoản nói chuyện xã giao của anh nàng cũng không nhiều đâu. Nội dung cũng đơn giản, ngoài một mục bàn luận về kịch bản triển khai với cả ơ cao mục quan ra, còn lại thì cũng chỉ là chuyện phiếm với cả những tác giả chuyện mạng khác mà thôi. Kéo chuột một lượt đến dưới cùng, không phát ra được hiện tượng gì cả. Nội dung nói chuyện một tuần gần nhất trước khi anh trai mất tích đều là kết nối với tác giả mục quan, bàn về đầu sách anh ấy sắp tung ra mà thôi. Nhưng mà đến gần kết thúc chuyện phiếm, Lâm Thu chợt nhìn thấy một đoạn chat nội dung khá kỳ quái. Ta đã có ý tưởng về nội dung cho cuốn sách mới rồi. Chờ kết thúc chương 6 bộ hiện tại đi, ta sẽ bắt đầu triển khai thôi. Hiển nhiên là thông tin này cũng không có gì kỳ lạ cả. Vấn đề nằm ở câu bổ sung phía dưới. Ta tìm được một món đồ thần bí. Ta nghĩ nếu đưa vào trong bộ tiểu thuyết mới này, chắc chắn rất thú vị đây. Chương 270, cười lớn. Đồ vật rất thần bí sao? Lâm Thu nhìn đoạn ghi chép trò chuyện này của anh trai mình, có chút hoang mang. Anh ấy thấy đồ vật thần bí gì vậy? Cô bé tiếp tục dê chuột, phát hiện ra tác giả tên mục quan này cũng hỏi câu y như vậy. Tạm thời không thể nào tiết lộ cho anh được đâu, ta cũng không biết rõ ràng lắm đâu. Nhưng mà tôi có manh mối rồi. Hiện tại điều duy nhất có thể khẳng định, đây là chân tướng của một sự việc phi thường kinh dị. Nếu nhờ tôi thành công, anh đọc sách mới của tôi sẽ biết ngay. Sau đó hai người bắt đầu chém gió. Mục quan trêu đùa, anh của cô bé này luôn luôn quỵt bi, sách mới lúc nào mới xuất bản đây hả? Cũng có chút đau đầu đây. Có thể khẳng định anh ta tuyệt đối bởi vì chuyện đó mới có thể mất tích sao? Chuyện này rất
rất có thể có liên quan đến đồ vật thần bí mà anh của Lâm Thu nhắc tới. Nhưng mà anh hai của cô thì không hề đề cập hay miêu tả về vật đó trong lịch sử trò chuyện. Điều này khiến cô bé có chút uể oải. Bất quá, cô bé chỉ có thể uể oải. Chưa đến nửa phút, đột nhiên nhớ tới một người khác. Tên kia là bạn của cô nàng sao? Chắc hẳn hai người có tán gẫu với nhau rồi. Lâm Thu mở giao diện bạn bè ra, tìm được một nickname là Bác Sĩ Được. Nhấn vào lịch sử chat của hai người, phát hiện ra hai người này hẹn nhau chơi game. Cùng với đó là những dòng chat của tay Bác Sĩ Được khoe khoang với anh trai nàng những chuyện tán gái của gã, liệt kê cả lịch sử tình trường dài ngoãng cơ. Lão Đường chết tiệt này hóa ra là loại người lăng nhăng sao? Cô bé lầu bầu tiếp tục xem lịch sử chat. Anh của cô nàng đột nhiên gửi một tin nhắn lúc 9 giờ sáng. Chiến Hiếu, mày nói xem, trên thế giới này thật sự có quỷ hay không vậy? Đoạn chữ này lẫn ở trong lịch sử chat hẹn chơi game, có vẻ hơi đột ngột. Mấy phút sau, Bác Sĩ Đường trả lời. Đợi lát nữa đi, chơi xong game đã nhá, rồi nói chuyện tiếp nha. Đêm nay thâu đêm không hả Chiến Hiếu ơi? Anh của Lâm Thu cự tuyệt lời mời, nói là muốn lên mạng viết sách. Bất quá, Lâm Thu mở web ra xem tiểu thuyết của ông anh này ngày hôm đó cũng không có ra chương mới gì cả. Cho nên lý do viết lách chỉ là nói dối mà thôi. Bất quá tại sao anh hai này đang yên đang lành lại nhắc về quỷ vậy? Lâm Thu vô thức nhớ tới hôm nay tên kia cũng tự xưng là khu quỷ đại sư trên mạng cơ mà. Tên kia thề non hẹn biển, nói anh trai của mình mất tích có liên quan đến linh gì, còn nói vô cùng nguy hiểm nữa. Sẽ không phải là thật chứ hả? An tĩnh trong thư phòng, cô bé đột nhiên cảm thấy sau lưng của mình có chút phát lạnh. Không khí ban đêm an tĩnh lạ thường, dường như cả khu vực này không có một bóng người nào vậy. Cả khu cư xá này không có ai hết. Tòa nhà phía đối diện, ngay cả một ngọn đèn cũng không có luôn. Trong căn phòng lạnh lẽo này, không khí càng tĩnh mịch im ắng. Trừ chỗ cô bé này ngồi ra vẫn sáng đèn, những phòng khác đều tối đen như mực vậy. Cô bé có chút sợ hãi, nhìn hành lang đen thui bên ngoài. Không biết có phải là bị tâm lý không? Lâm Thu đột nhiên cảm thấy hành lang dường như đang có ai đi lại vậy. Sau khi cô nuốt nước miếng, lấy lại bình tĩnh, cô bé lặng lẽ đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi đến cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa thư phòng lại, khóa lại. Mặc dù Lâm Thu cũng không tin chuyện ma quỷ đâu, nhưng ban đêm an tĩnh dị thường, lại đọc được tin tức liên quan đến quỷ, bèn vô thức có chút bất an mà thôi. Tựa như người đang xem phim kinh dị vậy. Dù không tin có quỷ trên đời này, nhưng mà trong lòng vẫn sợ hãi. Lâm Thu cảm thấy tâm tình của mình lúc này giống y như vậy. Sau khi Lâm Thu khóa chặt cửa phòng làm việc lại, lúc này mới cảm thấy an toàn, bèn trở về ngồi trước máy tính lần nữa. Công việc hàng ngày ghi chép rất đơn giản mà thôi, sinh hoạt thì lại càng đơn giản hơn. Lần nói chuyện gần nhất là hẹn Bác Sĩ Đường chơi game. Ngoài ra thì chỉ có một cuộc trò chuyện khác cùng bạn thời đại học mà thôi, mà hai người này cũng chỉ nói chuyện vài câu đơn giản rồi ngừng. Lịch sử chat trên phần mềm chỉ có vậy, manh mối cứ thấy bị đứt đoạn đi vậy. Bất quá, cô bé biết anh của mình có một thói quen, đó chính là mỗi quyển sách, mọi tài liệu liên quan sẽ được cất trong một chiếc cặp. Bên trong chuyên môn cất giữ bản xây dựng nhân vật, sơ lược kịch bản. Bên trong đoạn chat đó có đề cập đến sách mới. Chắc có một chiếc cặp đựng tài liệu liên quan tới quyển sách này đây. Cô bé bắt đầu tìm kiếm trong ổ cứng máy tính của mình, mà máy tính của anh hai mình thì cô bé phân bố rất đơn giản mà thôi. Ổ C tất cả là tài liệu, ổ D lưu trữ phần mềm, ổ E là trò chơi, ổ F là phim ảnh và các tư liệu mục tiểu thuyết. Lâm Thu không hứng thú với cả hình ảnh của anh trai mình lắm. Cô bé trực tiếp nhấn vào thư mục tiểu thuyết, kích chuột vào một tập tin.
sau đó mở một thư mục tên là sách mới ra. Bên trong thư mục này có vài thư mục khác nữa: mảnh vỡ linh cảm, người sắt, truyền thuyết linh dị, hình ảnh. Hả? Hình ảnh sao? Vì sao bên trong thư mục tiểu thuyết lại có hình ảnh vậy? Cô bé tò mò mở thư mục hình ảnh ra xem, phát hiện bên trong có 3 tấm ảnh. Do ảnh quá nhỏ nên cô bé không thấy rõ nội dung, bèn phóng hình lớn lên. Hình ảnh thứ nhất là tấm ảnh tự sướng của anh hai cô, chụp ở trong thư phòng này. Anh cô đang ngồi trên ghế sofa, tựa vào cửa sổ, nhìn về phía ống kính camera đặt trên bàn máy tính của mình. Tấm ảnh chụp lúc đêm khuya, trong gian phòng này không có ánh đèn đâu, chỉ có ánh sáng le lói hát ra từ màn hình máy tính mà thôi. Dọi vào gương mặt của anh hai cô trông thật quỷ dị. Mà anh hai của Lâm Thu thì nhìn ống kính mỉm cười, nhìn thế nào cũng thấy có chút miễn cưỡng. Cô bé nhíu mày, hiếu kỳ phóng to hình ảnh lên một chút nữa, nhìn kỹ biểu cảm của anh mình. Không sai, nụ cười này rất miễn cưỡng, hoàn toàn mất tự nhiên, dường như cố gắng nặn ra nụ cười vậy. Cô bé cảm thấy kỳ quái, anh mình vì sao lại có vẻ mặt như vậy hả? Người nào uy hiếp anh mình sao? Lâm Thu tiếp tục dê chuột. Cô bé muốn thu nhỏ hình trở về trạng thái bình thường, nhìn tổng thể bức ảnh của anh hai một lần nữa. Nhưng khi vừa dê chuột thôi, Lâm Thu nhìn về phía bên cạnh của anh hai mình. Trong nháy mắt, cô bé đột nhiên sửng sốt. Trong tấm ảnh này, sau lưng của anh hai mình, tựa hồ có vật gì đó trên cửa sổ vậy. Cô bé dê chuột phóng to hình ảnh trong cửa sổ ra, rốt cục nhìn thấy rõ mọi thứ. Trên cửa sổ đen nhánh sau lưng của anh mình, ánh sáng chiếu đến mơ hồ chiếu ra bóng lưng của anh hai Lâm Thu. Trên lưng của anh ấy có vật gì đó màu trắng bệch đang nằm sấp. Chương 271 Lục lạc. Trên lưng của anh hai cô có thứ gì đó sao? Lâm Thu kinh ngạc mở to hai mắt, cẩn thận nhìn kỹ bức ảnh này. Hoàn toàn chính xác, trong hình ảnh phản chiếu từ kính cửa sổ, trên lưng của anh ấy có một cái bóng trắng lờ mờ đang nằm sấp. Nhưng mà cái bóng kia quá mơ hồ, sau khi cô nàng phóng to lên thì cũng chỉ nhìn thấy giống như gạch lát tường mà thôi, không nhìn ra thứ gì cả. Có lẽ chỉ là lúc chụp ảnh có chút gặp trục trặc thôi. Cô nhìn kỹ một lúc rồi cũng không nhận ra được trên lưng của anh mình là thứ gì cả. Cô click chuột vào bức ảnh tiếp theo. Tấm ảnh thứ hai này vẫn là ảnh chụp trong đêm tối. Đó không phải là bức hình tự chụp nữa, mà có góc chụp từ trên cao bao quát toàn bộ căn phòng này. Từ góc độ của ảnh này, camera hẳn là đặt ở một trong mấy cái giá sách cao nhất rồi. Trong bức hình, anh cô đang nằm trên ghế sofa, đắp chăn kín người, mắt nhắm lại như đang ngủ vậy, hát ra ánh sáng ảm đạm. Màn hình máy vi tính là nguồn sáng duy nhất trong phòng sách này. Nhưng mà cũng nhờ luồng sáng u ám này mà cô có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng người đang ngủ say trên ghế kia. Đương nhiên, trên cửa sổ phòng sách cũng có hình ảnh phản chiếu. Có kinh nghiệm từ bức hình đầu tiên rồi, Lâm Thu rất coi trọng hình ảnh phản chiếu qua cửa kính này. Trên cửa sổ, hình ảnh phòng sách vẫn rất mơ hồ, chỉ có thể thấy lờ mờ màn hình máy tính mà thôi. Ngay cả anh của cô nằm trên ghế cũng không nhìn rõ. Nhưng bên trong hình ảnh phản chiếu lại, có thể nhìn thấy lờ mờ một bóng trắng quỷ dị đứng ở trong phòng. Thứ đó rất khó nhìn, cũng không giống bóng người đâu. Nó giống như một con quái vật có thân thể xoay thành một đường cong quái dị vậy. Dù chỉ là một hình ảnh phản chiếu mơ hồ thôi, cũng đủ làm người ta tim đập thình thịch rồi. Bức ảnh này có chuyện gì vậy? Tay cô bé run rẩy nắm chặt con chuột. Trong phòng khách của anh mình chẳng lẽ có quỷ sao? Rõ ràng trong tấm hình này không chụp trực tiếp được nó,
Nhưng mà ảnh phản chiếu lại thì nhìn thấy nó sao? Đây là cái gì vậy? Vì sao nó lại ở đây hả? Nó muốn làm gì? Quan trọng nhất, bây giờ nó còn ở đây hay không? Lâm Thu nuốt một ngụm nước bọt, vô thức nhìn sau lưng của mình. Nếu như nó thật sự còn ở trong phòng sách này, chẳng phải bây giờ nó đang ngay cạnh mình sao? Cố nén nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng, cô di chuyển con chuột rồi kích vào bức hình kế tiếp. Có lẽ hai tấm hình này là do anh của cô photoshop dọa sao? Lâm Thu mở ra hình ảnh cuối cùng. Nhưng mà sau khi nhìn thấy bức ảnh này, Lâm Thu sửng sốt. Tấm hình này chỉ toàn một màu đen như mực thôi, không thấy gì cả. Cô nhìn chằm chằm mười mấy giây, hình ảnh cũng không có thay đổi gì sao cả. Thế là sao? Đen xì như vậy sao hả? Sao anh mình lại lưu một bức ảnh tối thui tò mò như vậy? Cô khá ngạc nhiên, nhưng mà cô tin tưởng một việc. Bức ảnh này chắc chắn có vấn đề, nếu không thì nó đã được lưu ở thư mục quan trọng này đâu. Mang theo ý nghĩ này, Lâm Thu không tắt bức ảnh đi, mà cứ thử phóng to nó lên để xem có tìm dấu vết được gì không. Sau khi phóng to hết cỡ, cô nhẹ nhàng di chuyển chuột dò tìm từng chút một trong bức hình này. Đúng lúc này, màn ảnh máy vi tính bỗng dưng vụt tắt, căn phòng tối om lại. Nút nguồn máy tính thì cũng tắt ngấm đi rồi. Sập nguồn đúng lúc này sao? Có chút nổi nóng, Lâm Thu nhấn nút giữ nguồn, hòng bật máy lên. Nhưng mà nó trơ ra, không phản ứng gì cả. Máy tính không thể bật lên. Cô thử liên tục mấy lần, nhưng mà cái máy này vẫn trơ trơ, có vẻ như là bị hỏng rồi vậy. Tình cảnh này làm Lâm Thu vừa bực vừa sợ. Đang yên đang lành, tại sao cái máy tính này lại là chứng như vậy hả? Ngồi trên ghế, cô nghĩ đến bức ảnh cái bóng trắng trên cửa sổ. Chẳng lẽ trong phòng này có thứ gì đó khác sao? Nhưng bây giờ ảnh phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh vẫn là bình thường cơ mà. Chỉ có ảnh của cô ngồi trước máy vi tính mà thôi, cũng không có bất kỳ cái bóng trắng quỷ dị nào khác cả. Lúc này cô mới thở dài một hơi, tâm trạng lo lắng cũng dịu đi một chút rồi. Mình lại tự dọa mình rồi. Lâm Thu liên tục nhấn giữ nút nguồn máy tính, nhưng mà nó vẫn không bật lên được. Cuối cùng, đến khi đau ngón tay rồi, cô mới từ bỏ ý định bật máy lên. Có lẽ ngày mai phải gọi thợ đến sửa thôi, cô thầm nghĩ. Ánh mắt của cô lúc này lại rơi vào cái hộp sắt đang để trên bàn kia. Mặc dù trên hộp sắt này có dán tờ giấy anh cô lưu lại, nhưng mà chuyện bây giờ đã là như vậy rồi. Cô cảm thấy tờ giấy này cũng chỉ là biện pháp che mắt của anh trai cô mà thôi. Nếu thật sự là thứ đồ xấu hổ gì đó, anh cô làm sao mà thông báo hẳn trên tờ giấy cơ chứ? Nghĩ như vậy thôi, Lâm Thu đưa tay ôm lấy cái hộp, sau đó bỏ tờ giấy dán trên đó xuống. Khóa của cái hộp sắt này có vẻ xịn hơn nhiều, không phải loại khóa dùng đầu bút là có thể mở được đâu. Lâm Thu nghĩ ngợi rồi quay lại phòng ngủ của anh trai mình, tìm kiếm chìa khóa trong tủ treo quần áo. Sau đó cô cầm những cái chìa khóa quay lại phòng sách thử từng cái một. Có lẽ là nhân phẩm khá tốt, cô tìm được đúng cái chìa khóa từ đống chìa này. Theo tiếng cạch mở ra, cô bỗng thấy hồi hộp. Trong cái hộp này liệu không có thứ gì đó kinh khủng chứ? Cô chần chờ 2 giây rồi mới mở nắp hộp sắt ra. Xuất hiện ở trước mắt cô không phải thứ trong tờ giấy anh trai lưu lại, mà là một cái lục lạc rỉ sét. Cái lục lạc này bé xíu, bề mặt toàn rỉ sắt thôi. Có lẽ nó đã có từ rất lâu đời rồi. Sau khi cầm cái lục lạc, cô có chút hoang mang. Cái đồ chơi này chính là bảo bối mà anh trai mình cất giấu ư? Đây là vật gì vậy? Lâm Thu thử lắc nhẹ nhàng. Đinh đang, đinh đang. Trong phòng khách vang lên âm thanh thanh thúy kia. Trong đêm an tĩnh, không hiểu sao cái âm thanh này có vẻ làm người ta sợ hãi như vậy. Đinh đang. Tiếng lục lạc truyền ra ngoài,
phá tan màn đêm yên tĩnh. Bỗng dưng trong phòng khách vang lên tiếng mèo kêu. Tiếng mèo kêu vang này như đang lên cơn động đực vậy, nghe mà lạnh gáy. Nghe được tiếng gào này, Lâm Thu sững sờ một chút. Cô lại dùng sức lắc lắc cái lục lạc này. Quả nhiên, trong phòng khách lại vang lên tiếng mèo kêu gào. Có vẻ con mèo này đang vô cùng hoảng sợ. Lâm Thu có chút khó hiểu. Con mèo ngốc này bị sao rồi hả? Cô cầm lục lạc rời khỏi đây, rồi đến phòng khách, bật đèn lên. Cô nhìn thấy con mèo của anh trai cô đang núp ở trong góc phòng. Nó đang gồng người lên, toàn thân của nó lông xù lên, trừng mắt nhìn cô, kêu ngoao ngoao. Lâm Thu thấy rất kỳ lạ. Angel, mày kêu cái gì vậy? Đói bụng rồi sao hả? Chương 272, tấm ảnh thứ 3. Lâm Thu cầm lục lạc đi đến trên ban công, phát hiện ra bên trong chén thức ăn của con mèo này còn non nửa. Lúc này cô nhóc mới quay đầu nhìn Angel đang núp trong góc phòng kia nói: đây không phải là đồ ăn của mày sao? Mày lại làm núng. Bên trong góc phòng khách, con mèo mập này ngày thường vốn lười biếng, bây giờ bỗng sủa lông, biểu hiện vô cùng khác lạ. Nhìn cô bé chằm chằm, dường như nó đang tự vệ chống lại kẻ thù vậy. Lâm Thu trừng mắt nhìn con mèo lại. Nhưng mà được nửa phút thì cô bé cuối cùng cũng trả thua mà thôi. Cô bé nói: được rồi, tao sẽ mở khóa cho mày mà. Vừa nói, cô bé vừa mở khóa cổ cho con mèo. Angel, đồ hộp đây này, còn không mang lại đây ăn đi hả? Cô bé mở đồ hộp ra, đổ thịt đông lạnh trong đó vào chén cho con mèo này. Nếu là ngày thường, chắc chắn con mèo mập này sẽ nhào tới nhanh như chớp thôi. Nhưng mà lần này thì nó vẫn thu mình trong góc phòng thôi. Gắt gao nhìn chằm chằm cô nhóc, phẫn nộ gầm nhẹ. Hành động bất thường của con mèo này làm cô bé cảm thấy rất lạ. Con mèo hư hỏng này, chị cho mày ăn đồ ăn rồi cơ mà, không tới ăn đi, còn nhe nanh múa vuốt với cả chị sao? Cô bé suy nghĩ một chút, sau đó phát hiện ra con mèo này có biểu hiện lạ sau khi cô nhóc rung lục lạc. Chẳng lẽ con mèo này không thích tiếng lục lạc sao? Với tâm tư hiếu kỳ, cô bé giơ lục lạc lên. Sau đó con mèo này bắt đầu bình thường lại. Nhưng mà cô nhóc lại rung lục lạc lần nữa. Tiếng lục lạc vừa rung lên, con mèo trong góc phòng này nhảy dựng lên, toàn thân xù lông, gào thét gầm rú. Nghe tiếng con mèo, cô bé bỗng nhiên sợ hãi. Không lẽ con mèo này điên rồi sao? Cô bé không rung lục lạc nữa. Ánh mắt cảnh giác của con mèo này đã giảm bớt rồi, nhưng bên trong vẫn lộ ra vẻ bất an. Chẳng lẽ anh trai của mình mất tích, con mèo này cũng điên rồi sao? Thế nhưng mà lúc mình trở về, không phải con mèo này rất bình thường sao? Hay là nó không thích tiếng lục lạc, một khi nghe thì phát điên sao? Nguyên nhân là gì vậy đây? Cô bé nhìn chiếc lục lạc trong tay này, trên bề mặt đầy rỉ sét, gần như đã không nhìn ra được hình dạng ban đầu nữa rồi. Nhưng mà cô nhóc cẩn thận lật qua lật lại một lần nữa, cuối cùng phát hiện ra đặc điểm. Bên trong chiếc lục lạc có khắc hai chữ phồn thể nhỏ: dương tính. Ủa, dương tính sao? Nghe giống của ai vậy? Chẳng lẽ người chế tạo ra chiếc lục lạc này tên là Dương Tĩnh sao? Hay đây là tên chủ nhân trước của chiếc lục lạc này? Mà hai chữ này lại là chữ phồn thể, không biết có phải đồ cổ. Anh của mình làm sao mà có được nó vậy? Cô bé trong lòng tràn ngập tò mò. Thế nhưng mà ngoại trừ hai chữ khắc trên lục lạc ra, con nhỏ không tìm được đồ mối nào khác cả. Hoặc là những đồ mối khác cô nhóc xem không hiểu. Chiếc lục lạc này mặc dù rỉ sét rất nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn ra chút hoa văn ban đầu. Chỉ là những hoa văn này con bé hoàn toàn xem không hiểu gì cả. Cô bé từ bỏ việc nghiên cứu chiếc lục lạc này, ngẩng đầu lại nhìn thấy con mèo ngu xuẩn kia vẫn nhìn chòng chọc vào mình, tràn ngập đề phòng và cảnh giác. Phản ứng của nó giống như là nhìn thấy người xa lạ vậy. Cô bé trừng mắt với cả con mèo. Tao mới sang nhà chưa lâu,
Vậy mà mày đã quên tao rồi sao? Lần sau không cho mày ăn ngon nữa đâu nha. Con mèo trốn trong góc phòng lại gắt gao trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt càng cảnh giác và đề phòng hơn, hoàn toàn không có vẻ mềm mại đáng yêu như bình thường. Con bé có chút nhột chí, mình lại bị một con mèo ghét bỏ sao? Mang chiếc lục lạc trở lại thư phòng, cô bé không quan tâm tới con mèo nữa. Dù sao con mèo này thỉnh thoảng cũng sẽ có chút hành động kỳ quái mà thôi, chẳng hạn như là luôn luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ vậy, thỉnh thoảng còn tự mở cửa tủ tivi lấy toàn bộ nệm trong ra ngoài chơi. Ngoài ra thì nó còn thường xuyên vào toilet lấy giấy vệ sinh ra để cào nữa. Hành vi thiểu năng của nó đã chọc mẹ con nhỏ này giận dữ rồi. Nếu không phải anh của cô bé này khăng khăng dù có bị đuổi khỏi nhà thì cũng nhất quyết phải nuôi con mèo này, thì mẹ cô bé đã sớm đuổi con mèo ngu xuẩn này đi lâu rồi. Trở lại thư phòng, cô bé lại lục lọi tìm tòi trên hai giá sách một lần nữa. Thậm chí mỗi quyển sách còn lật tung từng trang ra để xem, sợ bên trong có thứ gì đó quan trọng thì sao. Kết quả không tìm được manh mối gì cả. Ngược lại, từ trong một quyển sách phát hiện ra mấy tờ giấy 100.000 mới cứng. Có lẽ là do anh hai của cô nhỏ nhét vào bên trong rồi quên mất. Lục lọi một lúc thì con bé có chút mệt mỏi rồi, nhìn đồng hồ, lúc này là 11:30 rồi. Bình thường giờ này cha mẹ cô bé đáng lẽ ra về nhà rồi. Cô bé đi đến trước bàn máy tính ngồi xuống, muốn thử xem có thể mở máy tính lần nữa hay không. Nếu không mở được thì sẽ đi ngủ mà thôi. Kết quả lần này vượt quá dữ liệu của cô bé. Máy tính vừa khởi động đã thành công rồi. Cô bé có chút bất ngờ vì tình huống sẽ đột ngột như vậy. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng mà cô bé cũng lười quan tâm việc vì sao máy tính này bỗng nhiên ngừng hoạt động rồi lại tốt như vậy. Dù sao thì đây cũng không phải là máy tính của con nhỏ cơ mà. Con nhỏ trực tiếp mở ổ ép ra, nhanh chóng tìm được thư mục chứa tài liệu mới thiết lập của anh mình, ấn mở nút tấm ảnh thứ 3 ra. Hình ảnh vừa mở ra, trên màn hình bỗng nhiên hiện ra một khung cảnh màu đỏ. Bên trong có một chiếc gương. Chiếc gương này rất quen thuộc, chính là tấm gương trong toilet nhà nàng. Phía trước gương, trên bồn rửa tay, có hai ngọn nến. Ở giữa có một quả táo đang gọt dở, giống như anh trai cô bé đang chơi trò ma quỷ gì vậy. Nhưng một thứ khiến cô bé hoảng sợ không phải là những đồ vật này, mà chính là hình ảnh trong gương. Mặc dù chắc chắn đây là tấm ảnh do anh cô bé chụp lại, nhưng phía đối diện tấm gương không phản chiếu cảnh tượng giơ tay cầm điện thoại chụp như bình thường. Thậm chí không phải là hình ảnh không gian bên trong toilet kia. Trong gương vậy mà lại là một khu phế tích hoang vu. Bên trong có một người con gái sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, vẻ mặt ngốc trệ nhìn ống kính, bộ dạng kinh khủng, tựa như một con lệ quỷ. Nữ lệ quỷ này là lại giống cô bé như đúc. Thậm chí quần áo mặc trên người cũng là quần áo mà cô bé đã từng mặc qua. Ảnh chụp kỳ dị như vậy làm cho con bé hoàn toàn sửng sốt. Làm sao mình lại xuất hiện trong ảnh này vậy? Hơn nữa còn ở trong bộ dạng lệ quỷ như vậy. Đây là do anh mình chỉnh sửa Photoshop sao hả? Nhưng mà chỉnh sửa Photoshop không thể nào có cảm giác chân thật như vậy được. Cô bé rùng mình, bởi vì cô bé cảm giác được hình ảnh nữ lệ quỷ trong ảnh kia không phải là ảnh chỉnh sửa hay ghép ảnh đâu, mà dường như là thực sự có một nữ lệ quỷ kinh khủng đang đứng trong phế tích lạnh lùng nhìn nàng. Đáng sợ nhất chính là nữ quỷ này giống mình như đúc. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn vào tập của buổi tối ngày sau. Xin chào, hẹn gặp lại.